Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 5 của trang web olm.vn Ở bài giảng lần trước, chúng ta đã được tìm hiểu về số thập phân có hai chữ số rồi Trong bài này, cô Huyền sẽ cùng với các con tìm hiểu về số thập phân có 3 chữ số Ngay bây giờ, cô cho mình cùng khám phá Các con hãy quan sát hình ảnh sau một bạn nam và một bạn nữ đang cầm các tờ giấy được chia thành các hình vuông bằng nhau. Chúng mình hãy quan sát sau đó trả lời cho cô các câu hỏi dưới đây. Hoàn toàn chính xác, ta thấy rằng các tờ giấy được chia thành 100 ô vuông bằng nhau. Phân số chỉ số phần tô màu của tờ giấy mà bạn nữ cầm là 1 phần 100, ta thấy có 1 ô vuông được tô màu trên 100 ô vuông. Tương tự như thế, phân số của bạn nam sẽ là 23 phần 100. Chúng mình nhận thấy các phân số trên đều là phân số thập phân có mẫu số là 100. Và tương tự như bài trước, những phân số này cũng hoàn toàn có thể viết được thành số thập phân. Cụ thể như sau, 1 phần 100 sẽ được viết là 0,01. Chúng ta đọc 0,01. Chúng ta viết như thế này và 0,01 cũng là một số thập phân. Tương tự như thế, 23 phần 100 được viết là 0,23. Chúng ta đọc tương ứng như vậy. 0,23 cũng là một số thập phân. Chúng mình thấy rằng số thập phân 0,01 và 0,23 là các số thập phân có 3 chữ số. Vậy cấu tạo của các số thập phân đó sẽ như thế nào? Thì bài giảng trước các con đã biết chữ số ngay phía bên phải của dấu phẩy là hàng phần 10, thì chữ số ngay phía bên phải của hàng phần 10 sẽ là chữ số hàng phần trăm. Như vậy với các số thập phân có 3 chữ số thì chúng ta có hàng đơn vị, hàng phần 10 và hàng phần trăm. Cụ thể 0,01 thì chúng ta có chữ số hàng đơn vị là 0, chữ số hàng phần 10 là 0 và chữ số hàng phần trăm là 1. Vậy với số thập phân 0,23 thì sao? Rất chính xác, số này có chữ số hàng đơn vị là 0, hàng phần 10 là 2 và hàng phần trăm là 3. Như vậy, cô nhắc lại là đối với các số thập phân có tới 3 chữ số thì chúng ta có chữ số hàng đơn vị, hàng phần 10 và hàng phần trăm. Bây giờ, cô chào mình sẽ cùng làm một số bài tập để chúng ta nhớ hơn kiến thức về các số thập phân có 3 chữ số. Bài đầu tiên, câu A, hãy chuyển mỗi phân số thập phân sau thành số thập phân theo mẫu. Chúng ta có mẫu là 45 phần 100 thì ta sẽ viết thành 0,45. Hoàn toàn tương tự như thế với bốn phân số còn lại. Rất chính xác, 38 phần 100 tương tự như mẫu các con viết được là 0,38, phía dưới là 0,91, đây là 0,55 và 6 phần 100 chúng ta viết là 0,06. Ngược lại với thao tác trên ở phần B, chúng ta cần chuyển mỗi số thập phân thành phân số thập phân. Lưu ý rằng đối với các số thập phân có 3 chữ số thì chúng ta sẽ chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100. Vậy thì ở đây 0,04 chúng ta viết được thành 4 phần 100. 0,62 sẽ là 62 phần 100, tương tự với hai số thập phân còn lại. Rất chính xác, 0,92 sẽ bằng 92 phần 100, 0,7 thì bằng 70 phần 100. Chúng mình lưu ý sự khác biệt giữa và 0,7 và 0,07. Ở bài 2, lấy hai tờ giấy có lưới ô vuông, mỗi tờ gồm 100 ô vuông. Chúng ta sẽ tô màu vào lưới ô vuông để biểu diễn các số thập phân 0,25 và 0,6. Chúng mình lưu ý rằng để biểu diễn các số thập phân này thì các con cần phải biểu diễn chúng về thành phân số thập phân. Như cô Huyền nói, ta sẽ đưa về các phân số thập phân có mẫu số là 100. Ví dụ như 0,25 chính bằng 25 phần 100, vậy thì chúng ta sẽ tô màu 25 ô vuông. Vậy với số thập phân 0,6 thì sao? Chính xác, 0,6 chính bằng 60 phần 100. Cô nhắc lại, 0,6 thì là 60 phần 100 Còn 0,06 sẽ là 6 phần 100 Chúng mình cần lưu ý sự khác biệt này Vậy thì chúng ta sẽ tô màu 60 ô vuông Như vậy ở bài giảng ngày hôm nay Cô trò mình đã cùng nhau đi tìm hiểu Về các số thập phân có 3 chữ số Sau khi xem xong bài giảng Các con hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức Cô cảm ơn các con Và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo Của olm.vn